Sau khi xem tin tức trên báo chuyện con trai mình đã kết hôn, mẹ của Tư Thần đã vô cùng tức giận vì con trai giấu mình chuyện lớn như vậy. Mẹ vội vã trở về nhà. Vừa gặp mẹ, Hê Hê tỏ ra vô cùng sợ hãi, lo lắng bà sẽ tức giận và không thích mình. Hai vợ chồng ra ngoài đón mẹ, vẻ ngoài bà rất bình tĩnh, ra dáng một vị phu nhân cao quý, nhưng bên trong ai cũng hiểu bà đang dò xét và thử lòng của con dâu mà cho đến nay bà mới biết mặt. Hiểu được nỗi lòng của người mẹ, Tư Thần đã lên tiếng xoa dịu và vỗ về mẹ, trước là xin lỗi mẹ khi đã giấu mẹ chuyện kết hôn, tiếp theo là hy vọng mẹ cứ an tâm vì hai vợ chồng chung sống rất hạnh phúc. Sau đó, anh mời mẹ vào ăn cơm với bà nội, không khí khá là ngượng ngùng, Tư Thần mời mẹ ăn thử bít tết do chính tay Hề Hề cẩn thận chuẩn bị, mùi vị cũng khá là phù hợp với khẩu vị của mẹ. Sau đó bà hỏi về chuyện công việc của Hề Hề, Tư Thần và bà nội rất nhanh trí, ca ngợi tài năng thiết kế của Hề Hề đã giúp đỡ cho công ty rất nhiều. Bữa cơm được xem là yên bình, ấm cúng, tuy nhiên muốn được lòng mẹ chồng thì Hề Hề còn phải vượt qua rất nhiều thách thức nữa. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.